Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại chính thức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Bên trong phòng mại dâm ở Quốc Lâm sau khi bị phá dỡ, các phòng phục vụ mại dâm của khu du lịch Quốc Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chính thức đi vào quá khứ khi bị bỏ hoang hoặc phá dỡ. Ghi nhận của phóng viên báo Tri Thức và Cuộc Sống ngày 24 tháng 10, các kiosk phục vụ ăn uống, mại dâm tại khu du lịch Quốc Lâm vẫn đang được phá dỡ, hoàn trả mặt bằng sau khi chính quyền địa phương này ra quân thực hiện quy hoạch chung đô thị thị trấn Quốc Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030. Nhiều kiosk đã biến mất hoàn toàn, trả lại mặt bằng cho chính quyền. Theo nội dung quy hoạch, các hộ kinh doanh sau khi hết thời hạn thuê đất sẽ dỡ bỏ dãy kiosk nằm dọc bãi tắm để cải tạo thành công viên ven biển phục vụ vui chơi giải trí, kết hợp trồng cây xanh chắn gió, chắn cát, chắn sóng cho bãi tắm. Đến thời điểm hiện tại, khu vực bãi tắm Quốc Lâm có tổng số 113 kiosk kinh doanh đã hết thời hạn thuê đất vào ngày 30 tháng 2 năm 2019. Hiện phần lớn kiosk đã dần hoạt động, thu dọn đồ đạc. Việc phá dỡ kiosk cũng đã tạo nguồn thu cho những người thu vặt ve chai. Các kiosk bị bỏ hoang, chờ phá dỡ đã tạo ra cảnh tượng lạnh người. Những chiếc giường, chăn gối phục vụ nghỉ ngơi của các kiosk một thời bị loại bỏ. Bên trong căn phòng ẩm thấp, bám mốc vẫn đậm mùi ngai ngái của nước xịt phòng lâu ngày. Mỗi căn phòng trong kiosk chỉ rộng khoảng 10m², đủ để đặt một chiếc giường và nhà vệ sinh khép kín. Hầu hết đồ đạc trong phòng đều bị hư hỏng, phá bỏ. Tại các căn phòng này vẫn còn lưu lại bao cao su, giấy vệ sinh, nước xịt phòng. Theo tìm hiểu của phóng viên, bên cạnh các hộ đồng tình với chủ trương của huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Quốc Lâm, đến thời điểm này vẫn còn hàng chục hộ dân là chủ các kiosk còn lại vẫn chưa tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất, bàn giao hoàn trả mặt bằng cho địa phương. Lý do các chủ hộ đưa ra là do đã đầu tư quá nhiều vào việc xây dựng kiosk, có người đầu tư từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng nên còn lấn cấn trong việc bàn giao mặt bằng. Mặc dù các kiosk phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ ở Quốc Lâm đã dừng hoạt động, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhưng vẫn có một số du khách từ các địa phương khác đến Quốc Lâm để ngắm cảnh, thậm chí tranh thủ ngồi ăn uống tại một số kiosk chưa hoàn trả mặt bằng.